Đoạn này là đoạn ra đèo Mã Pít Lèng. Mà đang ở đèo Mã Pít Lèng rồi thì mới nhảy. Đoạn này đoạn ra chỗ chòi Palojama, chòi cà phê. Đẹp nhỉ, chỗ đoạn này giờ đẹp, lâu không đi giờ thấy đẹp. Giờ làm lan can này thì an toàn bao nhiêu? Đang làm cầu tống tôn ở dưới đấy. Một đèn xe vàng khói quá. Đi về Palojama này. Anh là cái gì? À, massage bà vi mèo vàng. Anh tưởng anh đang làm chưa xong. Mình lên là lên đến chỗ này rồi. Đánh võng luôn nha. Các cuộc đấu đi đi. Biển đẹp chứ nhỉ. Thì đúng là gì ấy. Đi sát vào đấy làm gì? Đi lui ra chứ đi sát đấy ngang lên nữa. Càng nói nó càng làm. À, léo sao được? Có đẹp nhỉ, trên này mát nhỉ? Mát. Mà nó làm xong là đường đấy thì nguy hiểm, đường đấy là điện đường đấy thế làm xong quá quả nhà nó vẽ tranh như thế ai vẽ cho nhỉ? Là hoàng sĩ nào cũng vẽ chắc là có người là nhà tàng hình. Thông đá đấy vẽ giống nhỉ? Thế nó lên từ này. Thế nó lên từ này này. Thế đấy kia. Thế cũng nào đi. Chiều chiều đi. Chiều chiều mà nó đẹp trời là đi được.
đẹp đi.